Xin chào cô bác anh chị nha. Thì tiếp tục công việc nè, mình quay sơ cho cô bác anh chị xem quá trình nâng cao giáo xứ Đồng Tâm này. Giáo xứ Đồng Tâm này có diện tích hơn 1.500 m² nha cô bác anh chị. Hiện tại thì đang quá trình nâng lên cao khoảng được 40 cm rồi. Hiện tại giờ là khoảng 5:30, trời chuyển mưa nên còn tối. Mình cố gắng nâng thêm một bát nữa rồi hưng. Đây. Thì quá trình anh em thay kích để chuẩn bị nâng, tiếp tục nâng thì ngày mai mình sẽ nâng thêm một ngày, hai ngày nữa là thì được 1,4 m ngang cô bác anh chị. Tại sau cơn mưa nãy, sau cơn mưa thì nước cũng khá nhiều. Bây giờ cho cô bác anh chị xem, hiện tại giáo xứ đã được nâng cao lên được khoảng 40 cm. Cô bác anh chị thấy không? Từ gạch bó nền này đi lên. Rồi mình sẽ quay phía này. Mưa ướt áo như là này. Hiện tại thì mình phải xài đến một cái lo. Tối quá. Thôi. Cao quá rồi bạn. Đi. Mình đi bán luôn. Đây, rồi. Thay cái kích này nữa là xong nha cô bác anh chị. Ở chắc nó đợi lâu. Bạn theo vô bao. Bao luôn. Đây, mình sẽ vô trong quay. Đó, thế này cô bác anh chị xem. Lại thì nó lên được 40 cm này nha, diện tích khá lớn. Đây. Đó là hiện tại mình bên mình là sử dụng kích tay nên cần đến khoảng 50 người. Hiện tại diện tích lớn như này kích thể lực cũng không đáp ứng nổi đâu nha, nó nhiều trạm thì nó cũng không có thể nào nó đồng loạt được. Thì kích tay thì sử dụng đây có một cái lo, một cái mic để có một người điều khiển nâng đồng loạt nha. Đây là chỉ huy trưởng của công trình luôn. Rồi ok, có điện luôn. Rồi, bắt đầu có sáng rồi, ánh sáng rồi. Đây, mình gắn kích thêm một đợt nữa. Rồi bắt đầu lên nè. Thì lúc nào cái máy quét thì cũng đặt hai cái nha cô bác anh chị. Đây, bây giờ cho cô bác anh chị xem mỗi góc cột tương ứng với mỗi người. Ba. Bốn. Đây là tổng quản lý của công trình này hay sao? Tôi lại mấy cha rồi chưa gì. Đây là khu vực phía sau. Thì cả nhà là nghe rất là rõ. Oh!
mình ra phía trước mình quay cho cô bác anh chị xem nha. Đây là quá trình nâng cao. Phía trước mình quay cho các anh chị xem. Chín, hiện tại nó đã hở nó khoảng 4 tấc ngoài rồi. Hai, lúc nãy có cơn mưa bất chợt nên tạm dừng nha. Hiện tại để tiếp tục công việc. Cơn mưa cũng khá lớn. Đây, phía trên của nhà thờ Đồng Tâm được xây dựng cách đây khoảng 49 năm nha các anh chị. Đó là quá trình đang nâng luôn. Nếu mà mắt thường thì mình sẽ khi mình kích lên mình sẽ thấy rất là rõ. 3 4 5 6 7. Thì diện tích này là ngang 45 nha, dài 70. Tạm thời mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì những đợt nâng tiếp theo thì mình sẽ quay cho cô bác anh chị xem quá trình về nâng cao giáo xứ này nha. Thì cô bác anh chị thấy hay thì nhớ ủng hộ mình, đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cho một lượt like, chia sẻ giúp mình để cho nhiều người biết đến dịch vụ này, nâng nhà lên cao. Đây là của anh chị, hiện tại thì nó đã được hở lên như thế này. Đây là những cái thanh để mình đổ con ghém, thì đừng cho nó xây dịch đi.